Rồi ok, chúng ta tiếp làm về phương trình mặt cầu. Trong không gian cho mặt cầu này, để tâm y và bán kính R sẽ bằng cái này. Thay vì hồi lớp 10 chúng ta học là chỉ là x gì? X trừ A bình cộng y trừ B bình bằng R bình thôi. Ở đây sẽ thêm chữ C thôi, hoặc tương ứng là x0 y0 x0, hoặc là mình phá này ra thì tương ứng là những con số này. Vậy điều kiện tiên quyết của mình là cái này nó phải lớn hơn không, hoặc đơn giản là A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn D. Đây là phương trình mặt cầu. Rồi ở đây mình sẽ bước vô làm các ví dụ như sau. Cho điểm A, B, C ở cho các vector này thì bây giờ tìm độ, tìm tọa độ và độ dài của vector M bằng lượng là các số này. Vậy ở đây vector A thì 3 lần cái này, vậy mình sẽ làm gì? A1, A2, A3, này là B1, B2, B3 tương ứng. Vậy thì 3 lần A1 cộng trừ cho 2 lần vector B và cộng cho vector C và cộng cho 4 lần vector K, K1, K2, K3 ứng với K1 là bằng nhiêu? K sẽ có tọa độ là bằng 0, 0, 1. Thế này sẽ là K1, K2 và K3. Rồi thế số vô là tính ra, ra được con số này. Rồi sau đó là tính bình phương cộng lại ra là xong. Để ý, này phải đóng mặt lại nha. Tiếp tục, đề đang muốn là tìm vector x sao cho x vector, vector A nhân cho vector x bằng 10. Này 10 và này vuông. Vậy thì mình viết ra thôi, không biết x thì đặt tọa độ là x1, x2, x3. Vậy thì chỗ này nhân vô bằng 10 lấy x1 nhân x1 và 2 nhân x2 và 3 nhân x3 bằng 10. Rồi tương ứng là bằng 15 và hai cái này vuông thì nhân vô bằng 0. Hãy ra tìm được vector này. Đó. Tiếp tục tìm vector E là vector đơn vị của vector B. Vector đơn vị thì có mô đun là bằng 1 và vector E thì nó cùng hướng với thằng này thì E nó sẽ bằng là K vector B. Cùng hướng vậy là K nó phía dương, ngược hướng K âm, còn nếu nó cùng phương thì K bất kỳ khác không. Vậy thì E bằng cái gì? Nó sẽ bằng tọa độ này nhân vô. Rồi sau đó giải này ra K E sẽ bằng là cộng K sẽ bằng là cộng trừ 1 phần 3. Mà vì lấy số dương cho nên tóm lại là E bằng cái này. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái điểm đặc biệt của bài toán. Nếu mà là ba điểm này là gì? Là cái gì đây? Là trọng tâm thì sẽ bằng 3 thằng cộng lại chia 3. Nếu là trực tâm mình không thể nào mình giải như thế này được. Đây, khi mình nhìn vô hình dung, chắc ăn sẽ có nhiều em tưởng tượng vậy. A, B, C. Thì H là trực tâm thì có phải là vậy không? Ba góc vuông vô. H nằm đây. Vậy nếu bây giờ mình giải là A H nhân BC bằng 0, rồi BH nhân cho AC bằng 0, rồi CH nhân cho AB thì bằng 0. Giải như thế này thì cái nghiệm mình sẽ gọi là nghiệm nó bị trùng, cho nên là giải hệ này là không có nghiệm nha. Phương trình này sẽ trùng ở hai phương trình trên, cho nên không có giải phương trình cuối. Phương trình cuối mình sẽ dựa theo tính chất. Nếu lấy AB nhân AC sẽ ra vector đứng với vector này thì nó sẽ vuông với hai này. Đây, nếu mà nhân vô nó sẽ ra vector này, nó vuông với hai vector này. Để ý thì vector này có như vector C đi, vậy C nhân cho vector AH thì nó sẽ bằng 0. Đây, chỗ này. Để ý này rồi chờ hàng chỗ này. Đó, mình phải giải được cái hệ này. Tiếp tục. A phải là chân đường cao của tam giác ABC, vậy ta tìm như sao? A, B, C. Thì ở đây, A phải ta nằm ở đây. A phải tìm như thế nào? Thì ta thấy đặt vector A phải là bằng tọa độ gì? X, Y, Z. Vậy thì A phải vuông góc vector B sẽ ra được cái gì? Một hệ phương trình. Nhưng ở đây AB A phải thì bằng K lần vector BC là B A phải bằng K lần, tại vì cái này là cùng phương nhưng bằng K lần. Vậy tóm lại bài này chỉ có một ẩn K thôi, thế lên trên giải ra xong, thế ngược dưới là xong. D là chân đường phân giác trong. Đây sẽ nói một chút lý thuyết về đây. Chân đường phân giác trong là sao?
Đây là A, ở đây là B và đây là C. Không, dễ nhỏ thế thôi. Lát vẽ hình bự nữa. A, B, C. Chân đường phân giác trong là cái đường này. Hai góc này nó bằng nhau. Đây là chữ D. Thì người ta định nghĩa rằng AB trên AC thì sẽ bằng là AB trên AC sẽ bằng là DB trên DC. AB trên AC sẽ bằng là DB trên DC, cùng một bên thì sẽ chia một bên. Vậy ở đây thì suy ra được là DB bằng AB trên AC bằng nhân cho DC. Mình dễ quá. Mà khi ta sử dụng vector á, để ý DB và DC như thế nào? DB, DC thì nó ngược hướng thì đặt dấu trừ vô. Rồi, thì ta có cái hình này. AB đề cho 3 điểm ABC thì nhiên tính được AB tính được AC rồi. Điểm D ở đây tạo độ là X, Y, Z thì thế vô giải ra hệ ba ẩm và phương trình là được. Tương ứng nếu mà cái bài toán mình để hình nằm ngoài thì đường này mình sẽ kẻ dài thêm. Đề đang muốn tiêu phân giác nằm ở ngoài thì cái đường ở đây nó sẽ nằm ngoài đây. Kẻ đường này dài ra. Tia phân giác ngoài nằm đây. Đây. Cái điểm gì? Điểm E nằm ở đây. Nhận xét góc này thì bằng góc này. Đó là tia phân giác ngoài. Thì tương tự AB thì nó sẽ bằng là AB trên AC và nhân cho E, AC tương tự viết giống như thế này. Đây là những lý thuyết mình sẽ nhớ, đây là những thứ mình có. H là hình chiếu của A lên BCD. Cũng tương tự như cái trên đây nè, không có gì khác hết nha. Cho điểm H, cho điểm A nằm ở ngoài thì H thì mình chiếu xuống thì mình giải ra. Đây, cho cái mặt bằng AB này á, trọng tâm, phải trọng tâm trước cái đã. Trọng tâm thì cho một tứ diện này. A, B, C, D. Nếu lấy tọa độ x A cộng x B cộng x C cộng D chia 4 thì trọng tâm sẽ nằm chính giữa chỗ này. Trọng tâm người ta quy ước là trung điểm của Y, trung điểm của Z ở đây. Lấy trung điểm nữa thì cái trọng tâm G của mình sẽ nằm ở đây. Hoặc tương ứng ở đây nè, cái này là M nè, cái này là N nè. Thì nó mà N lại thì nó cũng đi qua điểm G. Đây là trọng tâm của cái hình. Giống như dạng trọng tâm của trung điểm, 2 điểm là chia 2, 3 điểm là trọng tâm của tam giác, 4 điểm là trọng tâm của tứ giác. Tứ diện chứ. Rồi H là hình chiếu của A lên BCD. Vậy để ý ở đây nè, này giống như là cái hình này thôi. A nằm đây. B, C, D. Thì H, H đây. Nhận xét AH á, thì vuông BC không? Rồi, AH thì vuông với BD. CD không cần viết, nếu viết CD cho trùng nghiệm. Giờ để ý, BH nhân cho nhiều, nhân cho BC và nhân cho BD thì nó sẽ để ép điểm H nằm trong mặt phẳng này, tại vì H đi cái viết này H nằm vô số điểm nằm đây. Nè, khi viết hai cái hệ này á thì miễn sao điểm H nằm đây được, được AH thì luôn vuông tại cái đường thẳng mình có thể dài vô tận mà. Cái điều kiện này á để làm cho điểm H á, nó thuộc cái mặt BCD á. Giống như là bốn điểm ở đồng phẳng á thì chính xác hồi nãy á, trên. Rồi, vào bài toán. Tìm trọng tâm, tìm trực tâm và tìm trọng tâm G sao cho cái này gì đó. Trọng tâm đầu tiên thì chia cho 3 thì dễ rồi. Thì gọi tọa độ điểm H, tọa độ lần lượt x, y, z. Thì ở đây thì tính là cái gì đây? Đây, viết ra nè. A, B, C, BH rồi, vậy là đủ rồi. H nằm đây.
AH nhân BC bằng 0, BH nhân AC bằng 0 và AH nhân BC và nhân cho AC thì nó sẽ bằng 0. Nhân kiểu nào cũng được, miễn lấy hai vector nhân vô là ra. Để ý, tại ở đây đề nó có chữ gì rồi, nó có chữ BC và cái chữ AC thì lấy hai chữ này sử dụng để thôi. Còn không, ở đây cứ lấy AH mà. Nhân cho A gì? AB nhân cho AC chỗ này. Phải bằng 0 cũng được. Thì lần lượt tính các vector vô H và đổi X Z thì X trừ 1, Y Z trừ 2. Thế vô lấy máy tính nhân phân phối vô ra được hệ 3 ẩn 3 phương trình. Rồi xong mình giải quyết ra kết quả này. Ở đây thì giải hệ này là bấm là mod 9 rồi 1 và máy ẩn 3 ẩn chọn chỗ này và nhập lần lượt vô, ví dụ là 9 nè, 1 nè, rồi 1 rồi tương ứng là trừ 9 rồi trừ 2 là trừ 11, đem qua là 11, thì nhập đầu tiên là 9, 1, 1 và 11 đó, thì nhập tương ứng hai phương trình dưới vô. Ta để nhẩm luôn đi, 6 2 2, rồi đây sẽ là trừ 12 nè, cộng 2 cộng 6 rồi 0 trừ 12 12, rồi tiếp chỗ này sẽ là 0 0, thì đem ở đây sẽ là 24, 13 làm 6, 21, rồi ok. Rồi bài này không có nhiếp, giờ mình tính vô. Ở đây mình sẽ gọi về, mình sẽ chứng minh ba điểm này không thẳng hàng, vậy thì mình sẽ tính vector AB thì sẽ bằng nhiêu, lấy cái 9/4 trừ 0 là 9/4, rồi trừ 3, rồi 0, rồi AC bằng nhiêu, AC thì nó sẽ bằng là 4, rồi tiếp mấy nữa, trừ 3 và 0. Nhận xét AB khác K lần AC nên suy ra được AB AC không cùng phương, suy ra được ABC không thẳng hàng. Có thể trong này thường nó hỏi là suy ra được ABC tạo thành một tam giác, có thể nó hỏi câu này cũng được, không thẳng hàng tạo thành một tam giác rồi. Có thể để ý trong này mình ghi là 9/4, cách khác nha, ghi chia 4 là nó khác là trừ 3 trên 3, thì không có ghi không chia không được, mình chỉ cần ghi hai cặp số nào nó không bằng nhau á, thì hoặc là tỷ lệ với nhau thì nó mới cùng phương, còn không tỷ lệ là nó sẽ thành bỏ. Rồi tìm đã đổi mà phải trên đây sao cho nó là hình chiếu trên điểm này đó, thì nãy chúng ta học rồi. Ở đây gọi tọa độ điểm M phải sẽ tọa độ là X, Y, Z. Vậy thì A, M tọa độ là nhiêu? X, Y trừ 2, rồi Z trừ 2, rồi M, M phải tọa độ là X trừ 5, rồi nhiêu nữa? X trừ cho 25 chứ. X trừ 25, Y trừ 2 và Z trừ 3. Rồi bây giờ giải hình ra, chỗ này là A, chỗ này là C, chỗ này là M. Vậy thì M phẩy nằm ở đây. M, M phẩy thì mình thấy dễ dàng thấy là gì? M, M phẩy á, thì nhân với AC thì sẽ bằng 0. Rồi A, M phẩy nó sẽ bằng là K lần AC. Thì tính AC thì trở thành cái nữa, AC sẽ bằng là 4 trừ 3 và 0. Giải hệ này ra, ở đây là AC, vậy thì M mà phải đâu? Đây thì là X trừ cho X trừ mấy, chỗ này là bằng 2 này nhân vô, mình viết là ký chung nhân trước mà. Vậy thì lấy gì? Lấy 4, 2 này nhân vô nè, thì lấy là gì? 4 nhân x trừ 25 trừ 3 nhân y trừ 2 thì sẽ bằng 0. Rồi ở đây x nó sẽ bằng là 4k.
Rồi ở đây y trừ 2 thì sẽ bằng nhiêu? Bằng trừ 3k. Và z thì sẽ bằng là z trừ 2 thì sẽ bằng là 0, bằng tk là 0. Vậy thì ở đây dễ dàng thấy được là giải ra x nè là bằng 4k, y sẽ bằng bao nhiêu? Y nó sẽ bằng là 2 trừ 3k, z bằng 2, thì ở trên là 4 à, x thế vô là 4k trừ 25 trừ 3, y trừ 2 bằng 3k. À, chuyển qua chị cho nó dở. À, cứ để đi đó mình giải đó mà. Y trừ 2 bằng 2 bằng 2 trừ 3k, thì chỗ này nó 2 trừ này sẽ bằng là trừ 3k bằng 0. Thì tới đây giải mới tính ra 4 4 x trừ 25 mod 1 4 của 4 x trừ 25 trừ 3 trừ 3 x. Rồi giải ra. Rồi này k bằng 4 thì x bằng mấy? X bằng 16, y bằng 4, vậy là bằng trừ 10 và z là bằng 2. Rồi xong. Tiếp tục tìm tọa độ chân đường phân giác trong. A, B, C, D nằm đây. Vậy thì bước thứ nhất tính AB bằng 15 phần 4, rồi AC là bằng 5. Vậy thì suy ra được là AB trên AC, này là độ dài mà, thôi đâu. AB trên AC thì sẽ bằng là rút gọn ra 1 3 phần 4, thì ta sẽ có là D, DB thì sẽ bằng là AB trừ AB trên AC nhân cho DC thì chính là bằng trừ 3 phần 4 lần DC. Rồi, ở đây không này vô nè. Giờ ví dụ như ở đây thì mình có là gì? B, B là nhiêu? B đây là tọa độ x là nhiêu đây? Tính ra nè, DB thì sẽ bằng lấy B trừ là 9 phần 4 trừ cho x, rồi tiếp tục là nhiêu? Trừ 1 trừ y, rồi 2 trừ z, rồi DC là nhiêu? C trừ là 4 trừ x trừ 1 trừ y và 2 trừ 2 trừ z. Vậy thì 9 phần 4 trừ x bằng trừ 3 phần 4 4 trừ x. Rồi tương ứng nó là trừ 1 trừ y bằng trừ 3 phần 4 và trừ 1 trừ y. Dễ dàng lấy máy tính giải quyết ra. Trừ 9 trừ 9 phần 4 trừ x rồi cộng cho 3 phần 4 nhân cho 4 trừ x, rồi bấm giải ra. Rồi nó bằng số này, mà số này thì không biết là nhiêu hết. Trừ 9 phần 4 trừ x. B, B, C. B, C để coi tính cái gì sai không. B 9 phần 4 trừ 1. Đang 9 phần 4 thì nhất trừ 9 phần 4 nó mới ghê chứ. Tiếp C là C. Rồi số 3, quả là số đẹp mà. Rồi thì tương ứng vô là mình sẽ giải ra được là x bằng 3, rồi y bằng trừ 1 và z bằng 2. Rồi đã giải ra đạt, tương ứng nó viết ra. Tiếp tục, ví dụ 4. Chứng minh là 4 đỉnh của một tuyến diện. Bài này thì sẽ tính vector AB. Quan trọng nha mấy bài nền nha, thầy cố gắng là cứ kỹ vô đó. 1, 3, 1, rồi AC, 12, 4 và 4. Suy ra được AB nhân AC. Tám,
Chia này lại đấy này, nhân này là 12 trừ này là 8. Và 8 trừ 32 là tiếp tục mình tính A gì? AD thì sẽ bằng là 0, 2, 1. Vậy thì suy ra được là AB, AC chấm cái AD thì nó sẽ bằng như lấy x nè, là 8 nhân 0 cộng 8 nhân 2 trừ 32 nhân 1 thì kết quả cuối cùng thì dĩ nhiên nó sẽ khác 0. Này giống như là 16 trừ 32 sẽ bằng là trừ 16 khác 0. Mà khác 0 vậy suy ra được là AB, AC và AD không đồng phẳng, tức là không cùng mặt trên mặt phẳng đó. Không đồng phẳng thì được A, B, C, D là các đỉnh của một tứ diện. Rồi ở đây dẫn tấm máy nhập mod 5 1 2 7 mod 5 1 3 thì nhập vô lần lượt là 1 3 1 đây vector AB, rồi nhấn AC, nhấn option 1 2 3 12 4 4, rồi tiếp tục nhấn option 1 3 3, rồi 0 2 1. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn là option 3, option 4 mình sẽ bằng thì kết quả là 88 trừ 32, chính xác rồi. Nhấn AC bấm vào bên trái một cái, mình đóng hai cái ngoặc này. Bây giờ mình muốn nhân là gì? Nhân là vô hướng về option, bấm xuống chọn số số 2, chọn số option và chọn số 5 bằng kết quả trừ 16, trừ 16 đây. Dễ nha. À, bài này ví dụ nó kêu tính thể tích của tứ diện này luôn. Ví dụ như câu kế bên là tính thể tích của ABCD thì nó sẽ bằng là 1/6 trị tuyệt đối của AB AC chấm cái AD thì sẽ bằng là nhiêu đây? 1/6 nhân cho 16 luôn, trị của trừ 16 nè thì bằng 8/3. Rồi đó. Tìm tọa độ E là chặng đường phân ghép, con này giống phụ trên, cần nói. Tìm tọa độ điểm H, sao cho kẻ từ điểm D xuống. Thì ở đây, theo cái lý thuyết này, ở trên đây thì tự giờ giải quyết được. Đây, H chân xuống cái tứ diện này có phải là áp dụng công thức này không? Đó. H là hình chiếu của E lên đây. Giải này ra. Rồi, chúng ta kết quả hình như đây nè. Rồi, giải ra cho thầy, viết ra H này cho tọa độ là 10/9, 10/9 và 5/9. Rồi, bài 5 thì cho kết quả. Cố gắng làm vô nha. Tính ra được là tính vector là ở đây tính thể tích ra tính cái vector nhân vô á thì ở đây là tính BC. Ở đây tại sao biết là tính BC? Tôi tính xong lát để tôi nói. -1 1 rồi BD rồi bằng nó sẽ là -2 0 -1 rồi tiếp tục BA bằng 1 1 0. Ở đây tính A ra B là điều đúng hết. Rồi tính ra được là BC BD nhân cho BA thì nó sẽ bằng là 3. Khác 0 thì suy luận chẳng trên. Thì ở đây tính thể tích nó thì nó sẽ bằng là nhiêu? 1/6 trị tuyệt đối của nguyên khúc đó vô thì nó sẽ bằng là 1/2. Mà thể tích của ABCD thì bằng cái gì nữa? Nó sẽ bằng là 1/ 1/3 lần. Bây giờ mình muốn xuất phát từ điểm A. A, B, C, D thì xuất phát từ điểm A đây là H nằm đây thì nó sẽ bằng là 1/3 lần AH nhân cho diện tích của B, C, D. Mà thể tích này có rồi, vậy suy ra được là AH bằng mấy?
bằng 3 lần b chia cho s. Mà s bcd thì tính như thế nào? Bằng 1 phần 2 lần bc nhân bd. À đó, đề nó đây. Tại sao lại biết tính cái đỉnh b trước? Thì do cái đề nó đang cần tính diện tích của cái này. Còn nếu không có tính diện tích đường a đi thì mất công phải tính lại hai vector này nữa. Đáp số cuối cùng là bằng 1. Rồi, qua câu mặt cầu. Bài tập thì hơi nhiều. Ở đây, thứ nhất là cho đúng công thức và tích và đầu điểm thi là nhiêu đây? Trừ 3, 4 và 0. R sẽ bằng là căn A bình cộng B bình cộng C bình và trừ cho D. Vậy ở đây chỉ cần nhập đúng công thức vô mấy cái này nè, tập làm giống công thức vô cho thầy hết. Căn A bình cộng B bình rồi C bình trừ D. C là C vô lần lượt là trừ 3, 4 và 0. D là bằng 9. Kết quả cuối cùng là bằng 4. Rồi chép cái 4 vô là xong. Ở đây khi làm liền vô sẽ bị sai. Bước thứ nhất vô phải, ở đây sẽ là x bình y bình z bình. Vậy rút gọn vô là cái này. Trừ cho 4 bằng 0. 4x bằng 0. Vậy thì tọa độ tâm y ở đây sẽ là nhiêu? 0, 0 và đúng rồi. Rồi. Bốn biết sẽ là y sẽ là 200. Thì r của mình là bằng thế cho phần số 0 với lại phần số 2 thôi. Bài này nhìn vô mình phá là rút gọn là nhiêu đây? À, x bình nè, y bình là mất nè. Thì sẽ còn x bình nè, cộng y bình nè, cộng z bình trừ cho 2 lần x y trừ 4x trừ 1 bằng 0. Thì rõ ràng này nó sai tại vì không có điều kiện này. Điều này là không tồn tại. Hoặc viết kiểu này cũng được. Mặt cầu. Câu 4 thì phá là nó có dạng là x bình cộng y bình cộng z bình rồi nhiêu nữa? Cộng 12y trừ 9 bằng 0. Vậy tâm y là 0 trừ 6 và 0. R sẽ bằng là căn cũng nhiêu đây? Trừ 6 bình trừ cộng 9. Đó, bằng ra đây thì thế vô thôi. Bằng A là bằng 0, B là 0, B là bằng trừ 6, C là 0, còn D sẽ là trừ 9. C là 0, D là trừ 9 bằng 3 căn 5. Rồi, ở đây câu ví dụ 7. Viết mặt cầu này tâm y tiếp xúc với mặt này. Vậy tưởng tượng vô có quả cầu nó tiếp xúc với mặt gì? O với y ở đây. Thì nó tiếp xúc với điểm này điểm H đi. Thì điểm này điểm y ở đây, quả cầu như thế này. Đó, tiếp xúc điểm này. Vậy bây giờ nè, tìm hình chiếu của H từ y nè, của hình chiếu H á, tổ điểm y lên OX y. Vậy H tạo độ là nhiêu đây? OX y vậy XY có gì là 3, 7 và 0. Vậy YH chính là gì đây? R. Thì nó sẽ bằng là nhiêu đây? Nó sẽ bằng là 9 luôn. OYZ hả? OYZ thì viết ngược rồi. OYZ. Chỗ này YZ thì cho YZ có gì là 0, 7, 9. Vậy cái này sẽ bằng 3. Vậy thì ở đây cái bán kính của mình là bằng 3. Vậy phương trình của mình là x trừ mấy? X trừ 3 bình cộng y trừ 7 bình cộng z trừ 9 bình bằng 3 bình là 9. Rồi xong câu này. Mặt cầu tiếp xúc đi qua 4 điểm. Ở đây thì có hai cách làm. Cách thứ nhất á, thì gọi cái điểm y tọa độ là nhiêu đây? Điểm y tọa độ là x y z. Thì cái phương trình của mình sẽ có là ia nè bằng ib, IA bằng IA bằng IC, ID. Đây quả cầu.
nằm đây, A, B, C và D, thì rõ ràng nối lại những cái điểm này bằng nhau. Đây là cách thứ nhất, 3 ẩm 3 phương trình. Còn ví dụ 4 ẩm 4 phương trình thì mình sẽ có cái này, x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2 lần ax trừ 2 lần by trừ 2 lần cz cộng d bằng 0. Với tọa độ y là nhiêu? ABC. Có phải mình thế vô là nhiêu? Thế 1 cái đây vô là nó sẽ ra hệ gì? Điểm A nè, thuộc mặt cầu S không? Mặt cầu S chứ. Điểm B cũng thuộc mặt cầu S. Điểm C thuộc mặt cầu S luôn. Điểm D thuộc mặt cầu S luôn. Vậy thì suy ra được là gì? Hệ thứ nhất ra nhiêu? Thế số 1, 0, 0 vô đây là nhiêu đây? Nó sẽ là 1 nè, trừ cho 2A, 0, 0, cộng D bằng 0. Ví dụ thế số cuối đi, này sẽ là 5 bình cộng 2 bình cộng 2 bình trừ 4A trừ này 10A chứ, này trừ cho 4B trừ cho 4C cộng D bằng 0. Mà 4 ẩm 4 phương trình thì chỉ cần là bấm gì đây, mod 9, 1 và 4, 4 ẩm 4 phương trình vậy được hết. Rồi xong. Ở đây thì sẽ qua là trắc nghiệm. Đó, phần trắc nghiệm nằm dưới đây. Đó, làm cho vui mấy con này trước đó. Làm 3 câu này thôi. Cố gắng làm từ đây xuống. Nhìn vô công thức này thì như cái này chính là căn, thì như là bán kính nó là bằng 2 căn 2, căn 8. Bán kính thằng này cho quá rõ ràng rồi là bằng 3. 3 là chọn vô là sẽ bị sai liền. Nó sẽ là căn 3, nó làm khổ chỗ này. Tìm cái chỉ M để cho nó quả cầu. Và quả cầu thì tọa độ tâm y là nhiêu đây? 1, 1 và 2. Vậy thì điều kiện của nó là A bình cộng B bình cộng C bình trừ mấy? Trừ D thì bằng nhiêu? Đây, trừ M bằng 4, 6. Trừ M nó sẽ lớn hơn 0, thì tương ứng với M nó nhỏ hơn 6. M nhỏ hơn 6 là chọn câu A. Bán kính cái này là bằng 9, vậy là căn 3, thì căn 9 là bằng 3. Rồi, ok, cố gắng làm xuống dưới cho thầy nha.